Hello, xin chào mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại để cập nhật cái tình hình của Hoàng Anh Gia Lai HAG. Rồi, trước tiên anh chị nhớ like và share cũng như bình luận video này để nó tăng tương tác ha. Và gửi nó đến những anh chị đang cầm Hoàng Anh Gia Lai thời gian tới. Thì Hoàng Anh Gia Lai thời gian vừa rồi, cụ thể là ngày 6 tháng 8. Cụ thể là ngày 6 tháng 8 thì Hoàng Anh Gia Lai đã lãi sau thuế hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ ha mọi người ha. Đây, có cái bảng so sánh nè. Cùng kỳ năm ngoái ở quý 2 thì chỉ là 81 tỷ, còn cùng kỳ năm nay là 218 tỷ ha, lợi nhuận rất là lớn và nó đang có một cái mức duy trì khá là tốt từ kể từ đầu năm nha, kể từ đầu năm. Thì cái phần lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai nó đột biến như vậy á, một phần là tới từ nguồn thu chính của công ty là từ cái hoạt động kinh doanh trái cây. Nè, xấp xỉ 1.116 tỷ, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái luôn. Và phần còn lại là từ việc bán thịt heo ha, bán sản phẩm hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Đây, mọi người thấy nè. Và cái việc mà lợi nhuận tăng trưởng mạnh như vậy, kết quả là đến từ việc hoạt động xuất khẩu chuối tăng mạnh ha. Đây, nó có ghi rất là rõ, mọi người rõ là mọi người thấy nè, trong quý 2 nè. Chi phí tài chính giảm hơn một nửa kể từ 368 tỷ đồng còn 165 tỷ đồng ha. Ngược lại chi phí tăng hoàn tăng lên 89 tỷ nè, 89% nè. Và cái kế hoạch của Hoàng An Gia Lai á, là đạt năm nay đạt được cái mục tiêu doanh thu là 7.750 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ ha. Dự kiến là lãi sau thuế sẽ là 1.320 tỷ. Thì đến tới thời điểm hiện tại thì tổng này là tổng doanh thu, ở đây là 1.200. Ok, đâu đó cũng gần được một nửa, Gần được một nửa nhưng mà cũng khá là khả thi cho Hoàng An thời gian Gia Lai thời gian tới ha. Và trong cái kế hoạch của Hoàng Gia Lai thì người ta vẫn đánh mạnh chủ lực vào cái sản phẩm trái cây nè, đóng góp tới gần 71% doanh thu nè, và heo ăn chuối dự kiến sẽ góp 1.550 tỷ, chiếm 20% doanh thu còn lại ha. Tóm lại ở đây, Hoàng An Gia Lai đang cho thấy cái sự vực dậy của cái việc đánh đúng hướng ha, đánh đúng hướng và đang có dấu hiệu của cái việc tăng trưởng tốt trong thời gian vừa qua, đang dần và gỡ lại được số nợ rồi. Thì với Hoàng An Gia Lai thì em có một cái góc tư vấn là như thế này. Hoàng An Gia Lai thật sự thì xét về cái độ tăng trưởng á, thì Hoàng An Gia Lai không phải là một mã tăng trưởng nó quá mạnh, nhưng xét về cái độ đánh để mà cảm nhận, để mà cảm xúc theo cái Hoàng An Gia Lai á, thì đây là một cái cổ mà em để ý luôn, và khách của em cực kỳ thích đánh Hoàng An Gia Lai, em không hiểu luôn nha. Nhưng mà người ta cực kỳ thích đánh cái mã này, thì mã này đánh nó sướng ha. Cái tăng trưởng trong ngắn hạn của nó đủ mạnh để anh chị có được cái cảm giác như giao dịch ha. Thì với Hoàng An Gia Lai thì có phương án như thế này, em đã nói đi nói lại rất nhiều lần và hôm nay em tiếp tục lặp lại. Hoàng An Gia Lai hiện tại chưa có xu hướng tăng ở khung tuần và khung ngày. Lưu ý, ở tuần và ngày không có một cái xu hướng tăng, ở ngày đang có một cái sự tích lũy tại cái thềm giá ngay đây, đâu đó tầm 11.8. Tại tuần thì nó đã được hỗ trợ đâu đó tầm 11.3. Và nó lăn quăng tại đây bữa giờ. Chỉ có được cái là ở khung tháng là Hoàng Gia Lai nó thoáng, ít nhất nó thoáng. Nó lên đụng cái cản này mấy lần nhưng mà ít nhất là nó thoáng dần rồi ha. Nó cũng có cản mà đã bị dính tới 2-3 lần thì nó đã yếu dần, nên mọi người cũng không cần phải quan tâm nhiều. Và thời gian tới Hoàng Gia Lai vẫn còn được hỗ trợ tại cái vùng giá này khá là sát sao nha. Tại cái vùng giá hiện tại, kể cả khi nó đạp về lại 1.1370 thì cái vấn đề em đã nói đi nói lại rất nhiều lần, mọi người chắc chắn các em cũng đang cầm hàng tại cái điểm này luôn, em đảm bảo. Và khả năng của nó vẫn còn lên 13 được nha mọi người, vẫn còn lên 13 được, và khoảng thời gian vẫn có khả năng là lên 13 được. Và thời gian tới á, muốn biết nó lên thật sự hay không, chúng ta sẽ quan sát nhiều hơn ở cái việc là nó đang tích lũy tại cái khung ngày á, nó sẽ break lên hay nó break xuống. Lưu ý, nó sẽ break lên hay nó break xuống nha. Chúng ta sẽ quan sát nhiều hơn ở các khung nhỏ để chúng ta nắm bắt được. Và cái target cho đợt vừa rồi để nắm giữ mà em view cho khách thì đâu đó nó cũng phải là nằm dưới 10.800. Nhưng hôm nay đã có sự thay đổi đối với Hoàng An Gia Lai ha. Nếu như cái đợt khách cũ của em nha, đâu đó tầm 10.800 đúng không? Và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục giữ chắc cái điểm mua này ha. Chừng nào nó gãy 10.800 chúng ta mới out sạch với Hoàng An Gia Lai, còn không chúng ta sẽ quyết tâm giữ tới vùng giá 13 với Hoàng An Gia Lai thời gian tới nha anh chị. Trừ khi nào
có những cái biến động mới thì em sẽ cập nhật ở trong cái room, và anh chị chỉ cần bấm và tham gia cái đường link room ở dưới phần bình luận thì em sẽ cập nhật mọi thông tin về Hoàng Anh Gia Lai. Nếu anh chị có yên tâm về cái việc nếu mà mình đã mua bây giờ cũng được, 11.7550 cũng được, nhưng vui lòng SL cho trận này là 10.8. Lưu ý cái trận SL 10.8, TB đợt này 13 nha mọi người nha, nên cân nhắc hầu chắc không bị ảnh hưởng bởi các tin tức ha. Nếu muốn tin tức thì để em cập nhật và em sẽ view và đồng hành cùng anh chị ha, tránh mình nghe nhiều tin để mình ảnh hưởng tới cái danh mục cổ phiếu thời gian tới. Bởi vì Hoàng Anh Gia Lai nó cũng đang tạo một cái nền khá tốt ngay đây, chẳng qua bây giờ nó đang lưỡng lự ha, đang lưỡng lự là bắt lên hay bắt xuống, là chúng ta sẽ có câu trả lời ở các khung nhỏ hơn, và cái câu trả lời khung nhỏ hơn em sẽ, cái đó là vấn đề mà em sẽ hỗ trợ mọi người ha. Rồi thì tới đây là kết thúc cái video về Hoàng Anh Gia Lai, chốt lại vấn đề tiếp tục giữ tới vùng giá 13, chừng nào gãy 10.8 thì mới thoát ha. Rồi mọi người nhớ like và share, và nếu như mọi người chốt TB được Hoàng Gia Lai thông qua video này, nhớ donate qua số tài khoản và em để dưới phần mô tả ha, để em có nhiều động lực hơn, hoàn thiện nhiều thông tin hơn sát sao về cái cổ Hoàng Gia Lai cho mọi người hơn ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu.